Vâng, xin chào cô Huấn ạ. Để chạy chơi nhỉ. Rồi. Ta chờ các bạn vào. Vâng, xin chào cô Huấn. Vào cái ta đã sang tháng 12 rồi, chưa làm được cái gì. Vâng. Alo alo, 1 2 3 4. Cô giáo đang nghe chưa? Alo alo. Cô vẫn đang nghe chưa? Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GQ. Thầy xin chào em Việt. Việt có đang nghe được thầy nói chưa?
À, nghe được rồi ạ. À. Vâng. Ta chờ một chút đợi Hiếu và Dũng vào, thầy cho mình tiếp tục nhé. Theo Vâng, thầy xin chào. Vừa rồi là Việt hay Hiếu đấy nhỉ? Chắc Hiếu ạ. Sáng nay các em đã kịp ăn sáng gì chưa? À, thầy đã thấy Dũng vào đây rồi. Các bạn chờ thêm một giây nhé, để cho mình. Rồi, ta bắt đầu các em nhé. Hôm nay thầy cho mình
Ở hôm trước thầy cho mình đã chạy xô ra hết được cái bài tập về mảng hai chiều. Ở cái bài cuối của chúng ta đang làm việc là bài 808. Vậy thì ở trong cái bài 808, vị trí của số nguyên tố này là một trong những bài khá quan trọng. Do đó sau đây thì thầy sẽ dành một khoảng thời gian rất nhanh để viết chương trình bài này. Thầy gửi lại các đề này tới các em ở trong nhóm Zalo. Và ở trong nhóm Zalo cũng có nhé, các bạn lăn lên bài 808. Và thầy cũng đã gửi ở trong nhóm chat để thầy cho mình giải quyết lại cái bài toán này. Đây là một bài toán khá quan trọng trước khi ta chuyển bài toán mới. Thì ở cái bài 808 thì ta có cái ý tưởng giải thuật của bài toán là người ta yêu cầu thực hiện là liệt kê ra vị trí các số nguyên tố. Đấy, nên ở đây ta có hàm kiểm tra tính nguyên tố. Tới thời điểm này, bạn nào đã cài đặt được cái hàm kiểm tra thì viết viết được chương trình kiểm tra tính nguyên tố như trên, các bạn comment giúp thầy số 1. Bạn nào chưa tổ chức được hàm kiểm tra tính nguyên tố thì comment giúp thầy số 2. À quên, số 0. Lại sẽ coi. Từ nhé, thầy cũng kiếm cái áo ấy, lạnh quá. Mặc cái áo khác thì nóng mà thôi. Nó cũng phải chịu. Chứ phải chạy xuống tầng chạy lên. Này. Rồi. Như vậy thì có Việt và đấy, vậy thì ta sẽ quay trở lại cái bài này nhé. Bởi vì bài này là một trong những cái yếu tố then chốt và rất quan trọng để làm được cái bài toán của chúng ta. Như vậy thì sau khi tổ chức được một hàm kiểm tra tính nguyên tố thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp đấy. Cái công việc đó là duyệt qua tất cả các phần tử trên mạng. Duyệt qua tất cả các phần tử trên mạng. Và ta duyệt HMR. Nếu AI là số nguyên tố, AIG là số nguyên tố thì thực hiện công việc là đưa chỉ số EG ra. Ở đây ta sử dụng thêm cái kỹ thuật cầm cờ để phát hiện ra nghiệm. Ban đầu ta thể hiện là không có nghiệm nào, nếu phát hiện ra một nghiệm báo rằng a có ít nhất một nghiệm. Sau vòng lặp này nếu không có vẫn không có nghiệm nào thì thông báo ra trừ một như đề bài đã thông báo. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái ý tưởng giải thuật sau đây. Thầy cho mình cùng cài đặt bài toán này trong một khoảng thời gian nhanh nhé. Vậy thì bài này là bài 808. À, phía bên kia các bạn nay nó cũng không thèm đề xuất cho thầy. Ta khai báo một cái mảng A có n mắc hai phần tử biến m biến n biến kết quả à thế đó thế. Sau đó phải yêu bạn làm việc với việc đấy, các bạn nhớ thấy những cái đoạn này các bạn cốt nhanh vào để chứ cha ta phải tăng tốc sử dụng như các lập trình viên chuyên nghiệp gõ bàn phím rất nhanh. Có những bạn học sinh như thầy thấy gõ nhanh thôi rồi. Rồi như vậy làm đến đâu lưu đến đấy. Đề bài cho số nguyên dương m là số cạnh, số hàng, n là số cột. Sau đó ta cho một cái mảng hai chiều AIG, ta đọc dữ liệu. Đó, sau đó ta nhập thằng AIG. Rồi tới đây ta đã nhân nhập xong mảng.
Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ duyệt trên mảng hai chiều, đưa ra vị trí các phần tử là số nguyên tố, đưa ra vị trí các phần tử là số nguyên tố. Vì thế các bạn sẽ thực hiện để cổ áo chưa được, đưa ra vị trí các phần tử là số nguyên tố. Vậy thì theo tư tưởng của chúng ta, ta sẽ duyệt qua tất cả các phần tử trên bảng hai chiều. Nếu nó là số nguyên tố thì nếu nguyên tố của thằng IZ mà bằng chung thì ta đưa IZ ra. Đấy. À đấy, tí nữa ta có một cái bài nữa trên mạng hai chiều rất hay. À, thì ta sẽ thực hiện là đưa IZ ra. Vì IZ là vị trí của nó mà. Rồi ở đây thì ta nhận thấy nếu ta xử lý trong trường hợp vô nghiệm, bắt đầu ta thể hiện rằng là chưa có nghiệm nào, ta khởi tạo P bằng 0. Sau đó nếu phát hiện ra một nghiệm thì ta khởi tạo P bằng 1. Đấy. Sau vòng lặp for này, nếu P vẫn bằng 0 thì chứng tỏ nó vô nghiệm. Mà trong đề bài thì vô nghiệm thì ta sẽ ra trừ 1. Đấy. Vậy thì tới đây các bạn đã nhận thấy đấy, nếu vô nghiệm thì đưa ra trừ 1. Tới đây thì các bạn sẽ thực hiện tiếp cái hàm kiểm tra tính nguyên tố. Vừa rồi thì có Hiếu đã nói đã cài đặt được giải thuật này, còn Dũng và Việt chưa. Vậy thì ở đây thầy nhắc lại một lần nữa nhé. Ta tổ chức hàm nguyên tố như sau, các em cứ viết đi viết lại thật nhiều lần. Vậy thì ta có đầu tiên thì ta sẽ thực hiện là tổ chức một cái hàm tên là hàm số nguyên tố để kiểm tra xem một số nguyên dương U có phải là số nguyên tố hay không. Ta nhận thấy rằng nếu mà thằng U mà nhỏ hơn 2 thì chứng tỏ U là số nguyên tố. Vậy thì ta return false. À không phải là số nguyên tố, ta return false. Các số lớn hơn và bằng 2 thì ta mới bắt đầu đi kiểm tra. Y cho Y chạy từ 2. Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng U và Y cộng cộng. Các bạn chờ đợi tí nhé. À, rồi ta tiếp tục nhé. Vừa rồi thầy có cuộc điện thoại ấy. Cho y chạy từ 2 cho tới cái y bình nhỏ hơn u. Khi đó nếu thằng u mà chia hết cho thằng y thì chứng tỏ rằng chỗ này thì ta thầy phân tích lại một chút để các em hiểu rõ bản chất của nó hơn. À, ta nhận thấy như thế này, với một số nguyên dương nợ u ấy thì thông thường thì nếu u nhỏ hơn 2 thì nó không phải là số nguyên tố thì chắc chắn rồi, bởi vì nhỏ hơn 2 mà là số nguyên dương thì chỉ có số 1 thôi. Và số 1 thì không phải là số nguyên tố, số 0 cũng không phải luôn. Thì bây giờ ta nhận thấy với một cái số nguyên dương u, để kiểm tra tính nguyên tố của nó vì nó lớn hơn 2 nên chắc chắn rằng số nguyên dương u này đã có hai ước là 1 và u. Như vậy thì nó đủ điều kiện nó là số nguyên tố rồi. Như vậy thì công việc của chúng ta sẽ kiểm tra xem rằng trong phạm vi từ 2 cho tới căn bậc 2 của n. Đấy, từ 2 cho tới căn bậc 2 của n có là số từ 2 cho đến căn bậc 2 của n có một cái số nguyên dương y nào mà u chia hết cho y hay không? Giả sử có một số nguyên dương y mà u chia hết cho y thì điều đó chứng tỏ tới thời điểm này số nguyên dương n nó đã có ba ước, đó là 1, y và u. Đấy, vì nó có ba ước nên nó vi phạm điều kiện là một số nguyên tố, do đó ta sẽ thông báo là return false ở chỗ này nhé. Sau đó ta sẽ thông báo return false chỗ này. Như vậy tới thời điểm này ta đã giải quyết được xong bài toán là tổ chức hàm kiểm tra tính nguyên tố.
Tuy nhiên thì khi các ta chạy ấy, giả sử có một trường hợp nào đó nó không tồn tại thằng y này mà đảm bảo để cho u chi y trong phạm vi từ 2 cho tới căn n, vì nó không có, vì không có thằng y đấy dẫn đến là số nguyên dương u này nó chỉ có hai ước là một và u, và theo định nghĩa số mà chỉ có hai ước thì đó chính là số nguyên tố. Vậy thì ta sau vòng lặp for này nếu không bị return for lần nào thì ta return true. Lưu ý trước chỗ này nó không có eo đâu nhá. Nhiều cao thủ khi đi thi cốt hàm kiểm tra tính nguyên tố có eo là bay vào luôn. Các bạn chờ đợi tí. Rồi ta tiếp tục nhé. Vừa rồi có bạn Trương vào để thầy gửi lại cái đề trong tin nhắn cho Trương xem. Chúng ta đang quay về cái bài bài 808 để thực hiện là liệt kê các cái số nguyên tố nằm trong mạng hai chiều. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục. Như vậy tới đây thì hàm kiểm tra tính nguyên tố thì ta sẽ cần như trên. Cho về tất nhiên ta phải kiểm tra lỗi xem nó có báo lỗi gì không. Tí lại báo lỗi đỏ lừ đấy thôi. Rồi, như vậy thì đây thì được sẽ được xem là hàm kiểm tra tính nguyên tố nhé. Rồi, và từ giờ trở đi thì việc là Hiếu hãy ba ngày cái khi cần kiểm tra tính nguyên tố nhắm mắt các em mất cứ khoảng tầm 2 phút các em code xong cái đoạn hàm này. Nếu mà không nhớ được thì cứ viết ra giấy, viết đi viết lại, viết lại, viết đi viết đến khi nào chán thì thôi là ta sẽ nhớ được nó ngay. Đấy. Rồi, các bạn chờ thêm 1 giây. Dạ, alo anh ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, có 5 nội dung ở đấy ạ. À không, cái nội dung đó là giới hạn của môn tin đấy ạ. Còn toán thì nó có một file của toán riêng đấy ạ. Mà bài toán riêng thì khi nào anh chồng nghĩa anh sẽ gửi ạ. Em gửi cho anh chồng nghĩa rồi thì em cứ tưởng anh chồng nghĩa sẽ gửi bên quản lý chất lượng nhé ạ. Vâng. Đây nè. À, đó là nguyên môn tin bao gồm có tin cho chuyên, tin cho trung học cơ sở và tin cho trung học phổ thông đấy ạ. Vâng ạ, chưa có môn toán ạ, đó là. Vâng ạ, đó là phần của tin ạ, vâng ạ. Vâng ạ. Nào, các bạn chờ thầy tí nhé, thầy nhắn tin.
đang làm cái giới hạn đó mà. Rồi, ta tiếp tục các bạn nhé. Rồi, như vậy thì cái chúng ta đang làm đã thống nhất ngay được cái hàm kiểm tra tính nguyên tố, và thầy muốn các bạn bất cứ thời điểm nào cần kiểm tra tính nguyên tố thì ta sẽ làm nó một cách đơn giản nhất nhé. Rồi, như vậy thì ta sẽ thực hiện là thêm tệp vào, ví dụ như thầy lấy một cái tệp và tên là bài 88.xp. À, thầy lấy một cái mảng ba hàng bốn cột với nhau 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 ba hàng bốn cột, chạy thử xem sao. Đấy, thì thầy thêm cái file qua chờ tí. Ừ, các bạn chờ thêm 1 giây nhé, để thầy gửi nốt nè. Đây có mấy cái việc ở bên cạnh. Rồi ta chạy thử xem nó ra kết quả lại như nào. Đấy, ta thấy là kết quả nó ra đây rồi nhưng mà nó chưa xuống dòng nữa mà trông nó hơi buồn cười.
Đấy, nó có các này 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4. Ta thử xem thằng 3 4 nhé. 3 4 hàng 3 cột 4, nó là thằng này. Hàng 2 cột 4. Hàng 2 cột 4 nó là thằng 7. Kế tiếp, thằng 2 cột 2. Hàng 2 cột 2 đó là thằng 5. Đấy, tương tự như vậy thì ta có bằng 1 cột 3 và thằng 1 cột 2. Đấy, đó chính là thằng 2 và thằng 3. Đấy. Như vậy thì các bạn nhận thấy rằng vừa rồi thầy trò mình đã giải quyết được cái bài 808. Các bạn thấy 808 thầy chụp phần thứ hai. Thì để các bạn sẽ chủ động hơn cho cái việc cài đặt. Bây giờ các bạn cùng làm bản đồ bài luôn nhé. Bài này thì ta bắt buộc phải làm. À, bởi vì nó là có một cái kỹ năng làm việc rất hay, đó dựa trên bảng hai chiều, kiểm tra xem nó thỏa mãn điều kiện hay không. Rồi, bây giờ các bạn làm tiến hành làm bài, chờ thầy một tí để chạy xuống đây 1 phút à, 2 phút.
À, ta thầy vừa chạy tay coi xuống từ trên xuống dưới rồi ta và tiếp tục nhá. Rồi vừa rồi ta đang ở bài 88 vậy để kiểm tra xem bài nộp của các bạn thế nào. Ủa à, chưa ai nộp bài này. Rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Đầu tiên là bắt đầu từ Hiếu đi. Rồi, xin mời Hiếu chia sẻ bài làm trước. Ta làm bài 808 trước. Thế buồn Hiếu quá. Bài này là một trong những bài có kỹ năng lập trình khá hay. À, thầy mình nhớ ra có một cái bài nữa. Bài về trên mạng hai chiều ta chưa làm là bài ngựa nhỉ. À đây 807 à, ừ 808. Ngựa.
Em cứ nhập một cái mảng hai chiều vào là được mà. Ba hàng bốn cột. Đó là mấy cột mấy cũng được. Kiểm tra lại chỗ hàm kiểm tra tính nguyên tố, bởi vì nó không phát hiện ra thằng nào là số nguyên tố cả. Em ơi, chia sẻ lại code code block đi. Em lên trên hàm kiểm đấy, ở chỗ này cho y là hai, cho y chạy thứ hai à. À, em quay trở lại hàm kiểm tra tính nguyên tố là em thay biến n bởi biến u đi, bởi vì biến n em trùng, hiện tại là em đang trùng với tên biến toàn cục của chương trình. Thầy đã dặn ở buổi trước là thầy hạn chế tối đa việc sử dụng các cái gọi là các cái biến mà trùng với biến tổng quát của chương trình. Được. Ok rồi. Ok rồi, hiểu nhá. Để một tí ở ngay chỗ hàm kiểm tra tính nguyên tố là mình cho chạy cho tới y bình nhỏ hơn u. Rồi xin mời Việt chia sẻ bài làm. Cảm ơn Hiếu. Rồi chạy thử nhé. Làm việc với tệp đấy nhé. Hay chạy bằng cơm nha, chạy luôn này. Có chạy bằng tay cũng được. À, khi làm việc với bài tập mảng hai chiều, mảng một chiều kiểu sâu thì ta nên làm việc với tệp, bởi vì cái thời gian gõ cái này mỗi lần ta chạy thử là mất được khoảng tầm 10 giây. 10 lần thì chạy thử thì ta sẽ hết luôn cả tuổi thanh xuân. Ấn phím insert trên bàn phím để nó chuyển giữa chế độ viết chèn và viết đề. Phím insert trên bàn phím mà. Rồi.
À, xem lại test đề bài, xem lại cốt đấy, cái của em nó đang bị xe không được ra do em form ngược ngược đấy. Em for gì trước for y sau ở cái dòng 19-20 cũng giống như vòng 22-23 nên nó làm sai bản chất của mày. Không phải như thế, em đảo ngược hai vòng for lên đi, bởi vì biến y biến gì của em là đăng nhập vào AEG, còn em lại for gì. Em sửa tất cả các cái chỗ cái cắt cắt cái dòng 20 lên dòng 19, hai dòng nó đảo cho nhau. Sau đó sửa lại biến MN. Nhớ là với khi làm việc với mảng hai chiều thì như dặn các bạn dặn là để tránh nhầm lẫn những việc đáng tiếc. Ở vòng 22 23 cũng đảo ngược lại cho nhau. Rồi cái biến y thì cho chạy tới m, biến z cho chạy tới tới n. Ở vòng for bên trên cũng vậy. Để tránh những nhầm chỉ số, nhiều khi lúc đi thi mình không phát hiện ra đâu. Nhìn nó cứ thấy m m n n i i z z. Để kiểm tra với test đề bài. Rồi. Tôi xin cảm ơn vừa rồi thấy Trương bay ra ngoài lại Trương lại vào được rồi. Rồi như vậy tới đây thì với cái bài như trên thì các bạn cùng tham khảo cốt bài làm của các bạn mình để cùng làm bài nhé. Sau thầy trò mình sẽ chuyển sang nội dung kế tiếp để dành thời gian tốt hơn. À, bây giờ ta sẽ sang tiếp cái bài mảng hai chiều. Đây có một cái bài rất hay. Cái bài này cách đây khoảng tầm 15 năm thầy ra cái bài này. 15 năm lâu rồi. Cái thời cũng giống như cô Huấn bắt đầu bước chập chững chân vào dạy đội tuyển thì cũng đi tìm các cái bài tập của các cái trường. Thì ngày xưa cái mạng internet nó có thế, nhưng mà cái nguồn tài liệu thi học sinh giỏi thì không có ai đứng ra biên tập cho mình cái thành một cái tài liệu chính thống để mình dùng, mà toàn là phải chơi cái bài đó là đi gom nhặt các cái bài ở nơi khác về sau đó. Bé nhà thầy nó đi chơi về. Rồi bây giờ ta sẽ sang một cái bài toán mới rất hay mà ngày xưa sao mình có thể sử dụng cái bảng đấy, những cái table cho ngay đấy, ngày xưa input còn là INT chứ không phải là INP đâu. Xem nào. Ôi thằng bé giỏi thế, 10 điểm cho chất lượng yêu thằng bé. Thế con mình định giá nào? Không, Cứ được mấy chấm đường là mình giá. con cấm đường thôi, không đường đúng không? Cái gối đi, cái gì đấy? Cái gối tựa là lưng của bố. Cái nào? Ô, cái này gì? Cái này gì? Bố, cái này này, cái này là gì? Bố ơi, cái này là gì? Gì Cái này này cái đó có cái tựa đầu. Ừ thế là mình hành em mặc
Anh Phú Lâm đâu? Thế rồi ông ơi. Hai con bấm 5 triệu này không để nào các con. Con Thế đó. ngại quá Hả? à, được không, được người cùng chị đấy, không được thì nó bẩn đấy con ạ, có ấy không ra học ra đấy, mỏng bụng đấy, nào đừng ấy vứt sách vở đủ. Bút đâu? Mình có Các bạn chờ thầy tí nhé. Nào. gì đây? Cái gì? Vậy. Chơi bố ơi, sáng nay bố có nhiều người gọi lắm đấy. Không phải. Con xuống nghe đi sang bên cô Lâm chơi đi. Rồi ta sang cái bài kế tiếp là một cái bài hôm vừa rồi ở trong thành phố Hồ Chí Minh họ cũng thi cái bài này. Một cái bài tập trên mạng hai chiều tưởng chừng như khó, hóa ra là nó lại khá đơn giản. Nhưng nếu mà cái dạng này ta đã từng đề cập đến. Rồi mày lượn đi chữ khác đi con. Rồi bây giờ các bạn đọc đề xong thì cho mình bắt đầu làm bài nhé. 5 phút đọc đề. Các bạn đọc phân tích đề một chút nhé, xem để xác định xem đề cho cái gì và cần tìm cái gì.
Rồi, các bạn hình dung được rồi chứ? Vậy bây giờ thầy cho mình sẽ bắt đầu với cái bài toán này. Bài toán này, cái bài toán gốc của nó tên là bài toán điểm yên ngựa. Các bạn có thể tìm trong lập trình thì cái bài toán điểm yên ngựa là một trong những bài toán kinh điển của lập trình, bài toán trên mạng hai chiều. Nó cũng giống như hai bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số. Nó có tuy nhiên là một trong những bài toán phổ biến hiện nay để giải quyết các cái bài toán. Hôm vừa rồi thi ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng có sử dụng cái bài toán này. Là người ta lấy nguyên gốc cái bài toán nguyên thủy ra thôi, chứ người ta không phát biểu thành cái bài toán cột phát sóng như thế này nữa. Vậy thì ở cái bài toán này các bạn nhìn thấy là đề bài thì tóm lại là cái việc đặt một cái cột phát sóng nào đó ấy, thì người ta phải đặt nó ở một cái điểm nhô lên cao nhất. Đấy. Đấy. Nó phải đặt đi ở một cái điểm nhô lên nào đó. Vậy thì những cái điểm nhô lên như thế thì nó là ở cái đỉnh, có thể là cao nhất của một hàng hoặc là cao nhất của một cột. Còn cái bài toán ở điểm yên ngựa thì nó lại là điểm cái yên ngựa. Các bạn nào cưỡi con ngựa rồi thì biết, nếu đi từ hông từ bên trái sang bên phải con ngựa thì cái chỗ chỗ con lưng của con ngựa là cao nhất đi từ trái sang phải. Còn nếu mà đi từ đuôi nó sang đầu nó thì cứ rõ ràng cái chỗ yên ngựa nó lại lõm xuống nhất, thì nó lại là thấp nhất. Vậy thì người ta có sẽ đưa ra hai bài toán phổ biến dạng bài toán yên ngựa. Thứ nhất là trong một cái mảng hai chiều thì các bạn thực hiện cần tìm một phần tử mà nó lớn nhất trên hàng và nó lớn nhất trên cột, như vậy là nó đỉnh, giống như đỉnh của một cái quả trứng. Mà khi các bạn dựng quả trứng lên ấy, thì đi theo chiều từ trái sang phải hay từ đứng trước ra sau thì nó cái đỉnh của quả trứng luôn là cao nhất. Còn có bài toán thứ hai là giống như bài toán yên ngựa là đi từ trái sang phải là cao nhất, đi từ sau ra trước thì lại là thấp nhất. Từ sau ra trước ở đây thể hiện là từ trên xuống dưới. Rồi, như vậy với cái phân tích như trên thì các bạn đã phát hiện ra được bài toán rồi nhé. Rồi, thì vậy thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán luôn. Chờ đợi một tí nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài toán của hôm nay. Ở cái bài toán hôm nay thì ta quay về cái bài toán là cái trạm phát sóng của mình thì nó có được đặt trên một cái mạng hai chiều, và nhiệm vụ của chúng ta là trạm phát sóng chỉ hoạt động tốt khi đạt được ở đỉnh đồi cao nhất theo hướng đông tây. Đấy. Vậy thì đông tây thì các bạn nhận thấy là đi từ tây sang đông hay từ đông sang tây, như vậy là nó có tính chất là lớn nhất hàng. Đấy. Thứ hai là nó thấp nhất theo hướng bắc nam hay nam bắc. Từ bắc nam có nghĩa từ trên xuống dưới, tức là theo hướng cột. Đấy. Như vậy thì bài toán này chính là bài toán điểm yên ngựa số 1. Bài là trong một cái mảng hai chiều có kích thước m nhân n, hãy tìm một cái tìm các vị trí easy sao cho a easy lớn nhất trên hàng và bé nhất trên cột. Đấy. Mấu chốt của bài toán đó là bài toán gốc của nó như ở đấy. Vậy thì ta sẽ xử lý cái bài toán này một cách nhanh chóng. Đây là một trong những bài toán kinh điển nên thầy cũng sẽ cùng với các bạn giải quyết nó. Để
Điểm đi nữa. Tìm giá trị lớn nhất trên hàng và bé nhất trên cột. Như vậy bài toán này nó quay về một số các cái kỹ năng. Bài toán này thì đặt tên là bài toán điểm yên ngựa. Như vậy thì ta sẽ cần một cái mảng hai chiều, ta cũng không cần kiểm tra tính nguyên tố làm gì. Rồi bài này, bài này tên là sang n siêu năng tín hiệu, không biết là tại sao năm 2009 đấy. 2009 là cái khóa đầu tiên trung học cơ sở để cho dùng cái bài tập dạng này. Còn trước đây chỉ có nhập bằng tay thôi, chứ không có free open đâu viết gì hết. Rồi, ta sẽ thực hiện là sau khi nhập MN, người ta nhập được mảng AEG. Công việc của chúng ta bây giờ sẽ thực hiện phân tích như sau. Thứ nhất, bởi vì một phần tử được gọi là vị trí yên ngựa khi nó thỏa mãn điều kiện này. Vậy thì với cái bài toán này, ta đầu tiên ta cần phải xác định được input của bài toán là gì, output là gì. Bạn theo cái ký. À, rồi ta sẽ sang phần đầu tiên là phần xác định bài toán. Xác định bài toán này thì ta nhận thấy như sau. Đề bài người ta cho một cái bài. Ủa? Các bạn chờ thầy kiểm tra xem cái gọi. Gõ Unikey của thầy nó lại ngáo đây. Vâng. Bạn chờ thêm một giây nhé, tự nhiên lại không gõ được tiếng Việt này. Với cái bài toán này thì ta thấy rằng công việc của chúng ta sẽ phải đi tìm giá trị lớn nhất ở trên mỗi hàng và bé nhất ở trên mỗi các cái cột. Ta lưu ý thôi để mở lại file này. À, thử. À được rồi. Đọc vừa rồi là nó bị ngáo thôi. Chứ ta yêu cầu tìm thì lớn nhất theo hướng đông tây, tức là lớn nhất trên hàng và bé bé nhất trên cột. Đấy, bản chất của cái bài toán đấy. Vậy thì với cái bài toán đấy thì chúng ta sẽ cần phải xác định lại bài toán.
Lan qua ta xác định bài toán ở đây. Hiếu và các bạn nhận thấy như sau: đề bài người ta bắt đầu phát biểu, nó đưa về một cái đề thực tế cho một cái mảng hai chiều kích thước m nhân n. Ngay khi đó người ta bảo trạm phát sóng chỉ hoạt động tốt khi được đặt trên đấy, đi khi đặt tại các cái đỉnh đồi cao nhất về hướng đông tây. Mình lăn xuống đây, đông tây là đi theo hàng ngang, à như vậy lớn nhất theo hàng ngang ở mỗi hàng, thấp nhất theo hướng nam bắc, thấp nhất theo hướng nam bắc, à thì đấy hướng nam bắc từ trên xuống dưới. Rồi người ta yêu cầu là xác định các cái vị trí trên mà có thể đặt được trạm phát sóng trên cái bảng này. Vậy thì bài toán này mình sẽ phát hiện ra ngay bài toán là cho một cái mảng hai chiều. Yêu cầu của bài toán là hãy đi tìm các cái phần tử, vị trí các phần tử có giá trị là lớn nhất trên hàng và bé nhất trên cột. Vậy thì input của bài toán này ta vẫn thực hiện là thực hiện nhập MN và cái dãy AI. Đấy. Nhập MN và dãy AIG. Đấy. Ta không dùng từ dãy, dãy nó là một dãy, ta sử dụng mảng AIG. Rồi output của bài toán thì ta sẽ thực hiện là vì khi đó output của bài toán thực hiện là cái thao tác là đưa ra vị trí các phần tử và thỏa mãn. Đấy. Rồi, như vậy ta đã xong được cái phần xác định bài toán. Rồi bây giờ ta sẽ sang xác định thuật toán của bài toán. Để xác định thuật toán của bài toán, cái vấn đề này là của ta phải nhận diện ra được rằng đây là bài toán điểm yên ngựa. Đấy. Nhận dạng ra được bài toán điểm yên ngựa, vì bài toán điểm yên ngựa là một trong bài toán khá phổ biến hiện nay cho các bài tập trên mảng hai chiều cho các em học sinh trung học cơ sở. Vậy thì thuật toán của chúng ta thì ta sẽ thực hiện theo đúng tư duy tinh thần, đó là bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập dữ liệu. Rồi bước 2 ta sẽ chạy một giây thầy mới chợt nhớ ra thì thầy tác rồi, thầy tưởng là chưa tác rồi. Rồi bước 2 thì ta sẽ thực hiện là tìm cái chỗ này thì phải rồi. Bước 2 ta sẽ tìm vị trí các phần tử, ta tìm giá trị lớn nhất. Bước 2 ta thực hiện thì đấy nó là một chuỗi các việc. Việc thứ nhất là tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàng và đánh dấu. Vị trí các phần tử đó thì ở đây thì người ta sử dụng có một cái kỹ năng khá hay trên mảng hai chiều gọi là kỹ năng đánh dấu trên mảng hai chiều. Như vậy thì chỗ này mình sẽ làm như này. Vậy để tìm được giá trị lớn nhất trên mỗi hàng, đây là một cái bài tập ta đã làm rồi cho một cái mảng hai chiều tìm giá trị lớn nhất trên hàng. Vậy thì mình for hàng trước. Tí nữa để tìm giá trị bé nhất trên cột, ta for cột trước. Vậy ở đây thì ta sẽ thực hiện công việc là cho y chạy từ hàng 1 cho đến hàng m. Sau đó ta thực hiện nhớ chỉ số y chạy từ m nhé. Si chạy từ 1 cho đến cột thứ n. Bởi vì đây ta đang duyệt trên hàng nên chỗ này mình sẽ mở ngoặc ra. Đấy, các bạn sẽ thực hiện như sau. Khi đó thì ta nhận thấy rằng ta khởi tạo một cái biến mắc hàng. Khi hôm trước ta gọi là mắc rau đấy, phải tạo bởi một âm một e chín. Thì khi đó cho y chạy từ 1 cho tới n, nếu thằng AIG mà lớn hơn thằng MACR, tức là lớn hơn cái hàng này, thì ta sẽ thực hiện nhớ cái biến này ta phải khai báo ở đây nhé, bởi vì nó sẽ cập nhật lại cho cái việc tìm giá trị lớn nhất cho hàng tiếp theo. Thì ta sẽ thực hiện gắn MACR. MACR là mắc rau đấy, là lớn nhất của hàng bằng AIG. Hoặc cái chỗ này Hiếu và các bạn sẽ sử dụng hàm tìm giá trị lớn nhất cũng được. Rồi tới đây thì ta thu được thằng MACR là giá trị lớn nhất của hàng đấy. Vì thì ta sẽ thực hiện cái công việc lại một lần nữa.
Từ đây thì ta thu được marker là giá trị lớn nhất nhé. Bây giờ ta thực hiện là đánh dấu vị trí đạt marker. Đạt đạt mark đấy. Thì khi đó ta lại duyệt tiếp một phát nữa. Ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Khi đó nếu cái thằng AIG của mình mà có giá trị bằng thằng marker thì chứng tỏ rằng đó chính là vị trí đạt giá trị lớn nhất. Thì đó chính là vị trí đạt giá trị lớn nhất. Vậy thì thầy gắn FI ở vị trí đấy. FIG, thầy gọi nó là RIG đi. Gọi nó chữ hàng đi cho nó tiếng Việt. Hàng Y, tại ở vị trí hàng Y cột G là có giá trị bằng chu. Đấy. Bắt đầu thầy khởi tạo nó bởi vị trí phô. Thấy chưa? Như vậy thì ta thực hiện là ban đầu ta sẽ chuẩn bị một cái mảng hàng là để lưu rằng ở hàng Y cột ở hàng Y thì lần lượt từ các cột 1 cho đến cột G thì các phân tử nào có AIG mà bằng giá trị R max max R thì khi đó ta đánh dấu rằng đó chính là vị trí đạt giá trị lớn nhất. Ví dụ như ở trên mảng này thì cái vị trí lớn nhất của thằng hàng này là số 9, khi đó ở cái mảng F kia tại vị trí này thầy đánh dấu nó là chu. Hàng số 6 này cũng đạt ở vị trí này là chu, hàng 3 này có vị trí là chu. Đấy, gọi là giá trị lớn nhất của hàng. Bây giờ giá trị bé nhất của cột ở trên trên cột này giá trị bé nhất là thằng này. Rồi giá trị bé nhất là thằng này. Giá trị bé nhất là thằng này. À, như vậy cái số 3 này nó là vừa lớn nhất của hàng và bé nhất của cột. Vậy vừa rồi ta đã giải quyết được cái khâu là tìm giá trị lớn nhất của hàng và đánh dấu vị trí nhé. Cái thao tác này là tìm giá trị lớn nhất của hàng Y đấy. Sau đó ta đánh dấu rằng nó là rồi kế tiếp tương tự như vậy ta sẽ thực hiện đi thực hiện là tìm giá trị kế tiếp ta sẽ thực hiện cái công việc là tìm giá trị lớn nhất bé nhất của mỗi hai cột. Khi đó ta sẽ for cột trước là for G trước, nhớ G chạy tới N nhé. Và đánh dấu vị trí các phần tử đấy. Vậy thì thầy sẽ cũng thực hiện cái công việc là duyệt. Tìm vị trí bé nhất của mỗi cột. Bài này hôm trước ta có rồi, tính tổng hàng tổng cột rồi. Vậy thì ta sẽ for G chạy trước, cho G chạy từ 1 cho tới n, G chạy tới n nhé, để tránh nhầm lẫn. Thì khi đó các em sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ hàng 1 cho đến hàng m. Nếu thế chạy lộn tùng phèo như này buồn cười lắm. Thì khi đó nếu cái thằng AIG của mình mà bé hơn thằng min của cái cột, khi AIG bé hơn min của cột thì chứng tỏ rằng tại thời điểm này nó mới là bé nhất. Vậy thì khi đó ta có min cột bằng AIG. Đấy. Từ đây thì ta thu được thằng này đã sẽ thu được cái giá trị min cột nằm trong đây rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện lại một phát nữa là ta duyệt trên cái cột đấy. Nếu có phần tử nào mà bằng nếu có thằng AIG nào đó mà có giá trị bằng thằng min cột thì chứng tỏ rằng đó chính là, vậy thì thầy ghi là cột ở vị trí EZ có giá trị bằng hô bằng chu. Để cái điều này thể hiện rằng ở cột này thằng này nó đạt vị trí bé nhất, có vị nó chính là phần tử bé nhất. Bắt đầu thầy khử phủ cái mảng hàng y cột hàng EZ cột EZ bằng phô ấy, thì khi muốn cái thằng nào nó bằng chu thì ta gắn bằng chu. Rồi như vậy ta đã giải quyết được xong cái. Vậy sau khi thực hiện câu xong thằng này xong thì bây giờ ta quay ra bài toán. Thì về theo bài toán thì cái một cái điểm là một cái vị trí trạm phát sóng sẽ là phải là lớn nhất trên hàng và bé nhất trên cột. Đấy. Lớn nhất trên hàng và bé nhất trên cột. Do đó đây chính là điểm yên ngựa. Thì khi đó các em sẽ thực hiện là ta duyệt tất cả các phần tử trên mảng hai chiều này
Vậy thì thầy sẽ duyệt y chạy từ mỗi hàng 1 cho đến hàng m. Sau đó thầy thực hiện tiếp duyệt từ cột j, từ cột 1 cho đến cột n, đến cột thứ ij. Nếu ở đó cái thằng chỉ số cái mảng hàng ij này mà có giá trị bằng chung, và ở cái cột ij này cũng có giá trị bằng chung, thì khi đó nếu phải ghi chữ nếu cho nó, nếu như này thì ta sẽ thực hiện thì ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán là đưa vị trí, bởi vì một phần tử nó vừa là lớn nhất trên hàng mà lại vừa là bé nhất trên cột, thì chứng tỏ đó chính là cái điểm cần tìm, thì đó ta đưa easy ra. Đấy. Ở đây thì trong đề bài người ta cũng có câu là nếu không có cái thằng phần tử nào thì đưa ra chỉ số 0. Đấy, nếu không có tọa quả đồi nào thì đưa ra chỉ số 0. Vậy chỗ này ta vẫn phải sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Vậy ở đây ta sẽ khởi tạo cái từ biến P, bắt đầu ta thể hiện là không có quả đồi nào. Thỏa mãn. Nếu phát hiện ra một quả đồi đấy, nếu phát hiện ra một quả đồi thì ta sẽ thực hiện là đánh dấu rằng có một quả đồi. Và khi ta thực hiện đánh dấu trong điều kiện đúng thì các bạn đặt nó trong cặp giống ngoặc ở đây. Khi đặt cặp giống ngoặc này thì nó gom thành một câu lệnh thực hiện khi biểu thức điều kiện đúng. Rồi sau vòng lặp này thì ta sang cái bước cuối là bước mấy rồi nhỉ? Bước 3. Thì ta xét là nếu P của mình vẫn bằng 0 thì ghi ra cái giá trị 0. Như bài này người ta yêu cầu ghi ra 0 chứ không phải ghi ra năn nhé. À đúng rồi, khi nãy Hiếu nhắn nó còn quên mất cái ông Trương với ông Dũng, thầy quên chưa gọi. Thôi, vậy thì ta cứ tăng tốc nhá, Trương với Dũng để buổi tới. Thì cái phần này thầy trò mình đang vội thi đến mông rồi nên ta phải trải trải nghiệm qua một tí. Ở qua đây thì ta cũng nhìn thấy tìm được mắc rồi, mắc hàng mắc cột rồi, tìm được min hàng min cột. Khi tìm min hàng min cột thì nhớ là ta khởi tạo min ở chỗ này, nhớ phải khởi tạo nhé, bởi vì cứ sau khi tìm min được của một cột nó lại nhảy sang tìm min của cột khác, nếu ta không khởi tạo thì nó sẽ bị đây cái là giá trị vô cùng lớn. Khi tìm min ta khởi tạo bởi vô cùng lớn, khi tìm mắc ta khởi tạo bằng vô cùng bé. Như vậy trên đây là ý tưởng giải thuật của cái bài toán này. Và thầy trò mình bây giờ hết hơi để cốt cái bài toán này. Hôm nay cuối tuần thì thầy trò mình thao học với không ăn sợ. Vì thế thầy cũng có chút việc bận, nhưng mà bận cũng không bằng việc các em thi đến mông rồi. Vậy thì qua đây để có lẽ thầy phải các bạn tải cái file đấy về nhớ lưu lưu khi tải về thì nhớ lưu tên file nhé. Giống robot làm việc. Rồi như vậy thì tới thời điểm này các bạn nhận thấy là thầy trò mình đã giải quyết được về vấn đề ý tưởng rồi. Bây giờ ta sẽ dành công sức để cài đặt luôn nhé. Bạn chờ thầy một giây, thầy đi kiếm nút tắt cái.
Rồi, thế cho mình chiến đấu nhanh nha. Nào, code block bước đầu tiên đi tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàng và đánh dấu. Rồi, vậy thì sau khi thực hiện nhập mảng xong, thì bây giờ ta bắt đầu khai báo mảng. Bên trong này thêm một cái dòng khá quan trọng. Mảng hàng easy. Và giá trị vô bổ sung thêm cái thao tác khởi tạo này. Rồi bây giờ ta sẽ code một cái nhanh, các bạn phía bên kia cùng cài đặt luôn nhé. Bài này bài tên nó là signal, bài tên là cú chạm phát sóng tín hiệu. Ta sẽ thực hiện là sau khi thực hiện nhập dữ liệu xong rồi, ta sẽ khai báo một cái mảng bool là mảng hàng có nmax2 và mảng code. Rồi, như vậy ta có được một cái mảng hàm mảng cột rồi. Có còn cái gì nữa không nhỉ? Mỗi thế thôi. Rồi, sau khi nhập dữ liệu xong thì ta sẽ có một số các cái thao tác như sau. Thao tác đầu tiên ta sẽ thực hiện là phủ mảng bởi giá trị vô. Giá trị vô, đúng rồi. Rồi, để phủ một cái mảng thì ta có cái lệnh mem set. Một cái mảng tên là mảng, ví dụ như vậy thầy Spamer sẽ mảng hàng với cái in vậy in value này, tức là kiểu giá trị thì bởi giá trị full. Rồi. Và cái kết quả trả và cái kích thước là size ở cái mảng hàng này. Câu lệnh này là phủ giá trị mảng hàng bởi cái giá trị full. Tương tự như vậy, để phủ một cái mảng cột toàn giá trị full, thầy có thể for trên cột đấy hoặc là thầy có thể sử dụng câu lệnh mem set này được. Rồi, đây mảng cột. Rồi, như vậy ta đã thực hiện xong cái thao tác phủ mảng. Thao tác thứ hai là tìm vị trí lớn nhất hàng. Vậy thì ta sẽ thực hiện theo đúng theo tinh thần là cho y chạy từ hàng 1 cho tới hàng m. Tới đây Hiếu và các bạn sẽ thực hiện tiếp công việc là for z chạy từ cột 1 cho tới cột n. Bên kia các bạn là cốt luôn nhé. Cố gắng gõ nhanh hơn thầy Thành là được. Gần gõ hơn nhanh hơn thầy Thành là. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện là cứ với mỗi hàng ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất. Như khi đó thì ta có thể cài đặt luôn là ta đang đi đa tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàng, vậy ta có max r thì bằng max.
Ta sử dụng luôn hàm max hoặc là hàm so sánh cũng được, nếu mà các bạn thích sử dụng hàm max. Max của R với thằng IG. Đây là ta so sánh để ta tìm ra cái thằng lớn nhất. Ban đầu thì thầy khởi tạo thằng max R. Bằng giá trị là vô cùng bé. Đấy, duyệt từ đầu cô hàng đến cuối hàng thì ta cập nhật là thằng MACR là giá trị lớn nhất của hàng. Tới đây các bạn lại tiếp tục thực hiện là tới đây các bạn đây cũng một cô giáo cùng trường, cô đang dạy cấp 2 của thầy. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là ta tìm được giá trị lớn nhất của hàng. Sau khi tìm được giá trị lớn nhất của hàng xong thì ta sẽ for từ đầu hàng cho đến cuối hàng và thực hiện công việc. Nếu cái giá trị ở phần tử đấy, nếu AIG ở phần tử đấy mà có giá trị bằng thằng max hàng thì khi đó thầy thực hiện là đánh dấu rằng mảng hàng ở vị trí thứ easy chính là một cái thằng lớn nhất ở trên hàng. Vậy thì thầy đánh nó bằng giá trị true. Đấy. Ngược lại thì thôi chẳng phải ngược lại gì. Như vậy thì thầy đã thực hiện xong cái công việc tìm giá trị lớn nhất của hàng và đánh dấu thao tác này. Đánh dấu các phần tử, đánh dấu các vị trí các phần tử lớn nhất hàng. Đấy, để comment dạo này code comment giống như tiếng Lào. Kế tiếp thì ta thực hiện cái công việc là duyệt qua đi tìm giá trị nhỏ nhất trên mỗi cột. Để đi tìm giá trị nhỏ nhất trên mỗi cột thì thầy sẽ for chỉ số cột trước. Như hôm trước thầy cũng đã dặn khá rõ, đó là muốn tìm cái gì trên hàng thì for hàng, muốn tìm cái gì trên cột thì for cột trước. Nhớ khi for nhớ chỉ số y cộng cộng j cộng cộng, for cái gì thì chạy y cộng cộng cái đấy nhé. Đấy cô cũng vừa vào thì thầy gửi lại cái đang làm cái bài toán là điểm yên ngựa, làm cái bài chạm phát sóng cũng giống như cô Cúc ngày xưa từ 2009 là thầy bắt đầu ngồi mày mò. Biết cách làm việc với thầy, biết cách chấm tự động ngày xưa khi phần mềm Themis chưa có cơ, đi qua các chuyên gia có các cái phần mềm chấm chuyên dụng khác, mãi sau này Themis mới có. Với cái bài điểm yên ngựa này thì ta thực hiện cái công việc kế tiếp là ta bây giờ là tìm giá trị lớn nhất của cột và đánh dấu vị trí. À không phải giá trị lớn nhất mà là nhỏ nhất. Vậy thì để tìm được giá trị nhỏ nhất trên cột thì ta for cột trước, sau đó ta thực hiện khởi tạo một cái biến là minr, min cột, để khởi tạo bởi một giá trị vô cùng lớn. Sau đó ta duyệt qua tất cả các hàng. Với mỗi cái chỉ số y thì ta for với một chỉ số, với mỗi j ta for một chỉ số y nhỏ hơn bằng m. J cộng cộng. Quên nhầm, y cộng cộng. Thầy thử các em thôi. Khi đó thì ta nhận thấy vì ta đang đi tìm giá trị nhỏ nhất nên giá trị mọi nhỏ nhất tới thời điểm này sẽ bằng cái giá trị nhỏ nhất giữa hai thằng, thằng giá trị nhỏ nhất ở thời điểm trước đó với thằng i easy tại vị trí ta đang xét. Như vậy ta đã tìm được giá trị nhỏ nhất là hàng y. Sau khi tìm được giá trị, à không phải hàng mà là cột, cột gì. Vậy thì sau khi tìm được giá trị nhỏ nhất của cột j rồi thì thầy lại for một phát, for từ đầu cột cho đến cuối cột. Đấy. Tức là ta for từ trên xuống dưới thì ta for y nhỏ hơn hoặc bằng m. Đấy. Đấy, y cộng cộng. Thì khi đó nếu cái thằng i j nè
mà có giá trị bằng thằng min hàng tại thời điểm đấy, thì thầy sẽ thực hiện công việc là đánh dấu vị trí đó. Khi nãy ta có cái mảng hàng rồi thì bây giờ ta có mảng cột đấy, cột đi vậy thầy chỉ nhé. Rồi, vậy cột easy có giá trị bằng chu. Đấy, thể hiện rằng ở vị trí easy nó đạt giá trị nhỏ nhất. Có một số bạn là so sánh ở đây sau đó gắn giá trị luôn thì ta thấy rằng nó không đúng. Bởi vì cái giá trị nhỏ nhất cuối cùng mà tìm được trên cái cột đấy thì đó mới là vị trí. Còn nhỏ nhất tại mỗi thời điểm thì nó chưa phải là vị trí cần đánh dấu nhé. Nên sau khi thực hiện for xong thằng này thì bây giờ ta mới đi đánh dấu vị trí đạt min ở trên cột. Rồi tới đây ta đã ra xong được cái việc là đánh dấu rồi. Vậy thì công việc kế tiếp có thể cho mình là ủa. Rồi, công việc kế tiếp có thể cho mình là đi thực hiện tìm cái vị trí ta liệt kê các phần tử thỏa mãn mà vừa có cột easy bằng chu và vừa có hàng easy bằng chu. Đấy. Vậy thì ở đây thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các phần tử trên mạng. Khi duyệt thì duyệt các thì khi mà đưa vị trí ra thì các bạn lưu ý nhé, ta phải for theo đúng thứ tự hàng trước cột sau, nếu không chỉ số hàng cột nó sẽ tăng tứ tung lên đấy. Vậy vậy thì đó ta có đi. Và khi đó ta sẽ thực hiện công việc là sell hay gì nào với điều kiện, với điều kiện là nếu hàng ở vị trí easy là nó đạt giá trị lớn nhất và ở vị trí cột, ở vị trí easy nó đạt giá trị nhỏ nhất, sau này chứ hai chữ chu này các em được phép bỏ đi, nhưng ở đây là ta cốt ở đây cho nó đẹp. Đấy. Thì ta đưa vị trí của nó ra, vậy thì ta đưa vị trí của nó ra. Nếu có nhiều vị trí thì các bạn nhớ enlight xuống dòng nhé, có thể là có nhiều vị trí nhé. Rồi khi đó thì ta để ý rằng ở chỗ này thì ta nhận thấy trong chương phương trình nó vẫn có thể có vô nghiệm, nên ta khởi tạo biến P thể hiện rằng chưa có nghiệm nào. Nếu phát hiện ra một nghiệm thì các bạn sẽ thực hiện khởi tạo P bằng A có một nghiệm, đánh dấu nó lại. Sau khi đánh dấu lại xong thì mình nhận thấy nếu cái biến P của mình nó vẫn ghi nhận là chưa có nghiệm nào thì khi đó mình sell ra, như ở đề bài này người ta yêu cầu sell ra không. Khi sell ra không, Việt và Hiếu và Dũng cả Trương nữa, cả cô Cúc nữa và cô Huấn, thì ta thấy rằng không này nó là một hàng số hay trừ một nó là hàng số. Một số bạn có thói quen là để nó trong ngoặc kép như này nó vẫn đúng, nhưng thực tế là không cần thiết nhé, vì bản thân nó là một hàng số mà, đã là hàng số thì nó được phép đứng một mình. Vậy trên đây là cái cách thầy đã hướng dẫn rồi, ở nét 9 xem nó còn báo lỗi gì không để ta khai báo bổ sung. Rồi nó báo rằng các bạn để ý nhé, nó báo rằng là mảng hát không có. À chỗ này thầy sửa vào thành mảng hàng, thầy sửa từ ở nét 9 điểm. Đấy, như vậy là về cơ bản là chương trình không có lỗi. Các em cũng cố gắng rèn luyện cái phong cách là cốt đến đâu đúng đến đấy. Ấn nét chính phát chương trình đó không được đỏ lừ giống như của thầy Thành, ấn phát nó phải chạy luôn. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ tạo test để chạy cái bài toán này. Và khi tạo test thì các bạn ngoài cái test đề bài thì các em nhớ sinh ra được khoảng 10 test nữa để nhé, cứ với mỗi bài các bạn sinh ra khoảng tầm 10 test ngoài cái test đề bài mà thấy nó vẫn đúng thì chứng tỏ rằng ngon. Đấy. Đấy, nó đưa ra được là điểm 1,3 là điểm. Rồi bây giờ thầy sẽ thử xem nhé. Thằng 1,3 bởi vì thằng 3 này nó là lớn nhất trên hàng và bé nhất trên cột. Bây giờ thầy thử xem thằng 3 ở đây nữa nhé. Thằng 3 ở đây nữa thì nó đúng là nó vẫn là bé nhất trên cột và nó vẫn lớn nhất trên hàng. Rồi ta thử chạy lên. Đấy, nó thằng 1,1 và 1,3 thỏa mãn.
Rồi bây giờ thầy thử cho thằng này bằng một, thằng này bằng một, thì giá trị lớn nhất trên hàng là thằng này, mà giá trị bé nhất trên cột này vẫn là thằng này. Vậy thì thằng 22 cũng là một nghiệm vào hàng một cột hai. À đúng rồi, cái ô này là hàng một cột hai, là thằng bạn. Nhưng khi thầy cho thằng này là 6 thì khi đó thì lớn nhất trên hàng này là thằng 6, nhưng mà bé nhất trên cột này lại là thằng 5 cơ, nên do đó thằng này lớn bé nhất trên hàng. Như vậy thì cái thằng này chắc là nó chạy, nó ghi ra không. Đấy, nó ghi ra số 0. Đấy, như vậy thì trên đây là cái giải thuật bài toán yên ngựa. Thì hy vọng là với cái phân tích một cách chi tiết như trên thì các em hiểu bài toán một cách bản chất, để các em bất cứ thời điểm nào các em cũng phải cài đặt được cái bài toán này nhé. Bất cứ thời điểm nào cũng phải cài đặt được bài toán điểm yên ngựa này. Đấy. Các em cố gắng xin công cậu. Rồi, như vậy để thầy chia nào để crop màn hình cho nó đẹp nhé. Rồi, chia từ vị trí này đi. Thầy gửi trong cửa sổ chat để bạn nào không có Zalo. Đó là cái nửa một, cái nửa hai. Thầy rất thích cái chức năng cam màn hình kiểu này. Ấn tổ kính đi nhỉ. Shift ALTS, hai cửa sổ S để. Thằng bé nhà thầy nó đi đâu về, nó đang khóc lè nhè ở phía dưới, lại phải chém gió với nó mấy câu. Rồi, như vậy trên đây là thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán điểm yên ngựa, là một trong những bài toán kinh điển sử dụng mảng hai chiều. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, bài toán này ở đây thì có lẽ ta cũng phải đưa thêm một cái bài toán. Hôm nay ta học muộn một tí nhé. Buổi tới thì chắc là làm sâu. Có lẽ là bài này cũng là buổi hôm nay chắc cũng phải làm một tí sâu. Nếu không các bạn tranh thủ làm bài kia không, chờ thầy chuẩn bị một chút bài tập về sâu. Sâu trong C cộng cộng là một cái thứ nó khá dễ, thực tế là nó dễ hơn so với cái phần trước thầy trò mình đã học. Do đó các em ở cái phần sâu thì ta học vèo tí là xong, nó khá nhẹ nhàng. Khác với ở các cái môi trường khác thì sâu trong C cộng cộng nó cung cấp đủ các cái công cụ để cho mình dùng, nên khi học các em thấy là nó dễ hơn hẳn so với các cái bài tập về số học rồi Jamba, mấy cái loại nguyên tố sảng nguyên tố rồi vân vân. Nên khi các bạn làm bài tập về sâu nhiều, các bạn cảm giác như là ta bị nghiện bài tập về sâu vì nó hay quá, mà cái công việc của nó duyệt rất trực quan, ta cứ duyệt từ đầu đến cuối, duyệt từ giữa duyệt ra, tìm kiếm thằng này tìm kiếm thằng kia. Ở đây thì thầy chuẩn bị sẵn một số bài tập về sâu để đây để các bạn sẽ làm ở trong buổi tới.
Thầy xem lại lịch hôm nay dạy của thầy thế nào. Dạo này bây giờ lịch ngày dạy thì thầy sẽ phải quan sát xem. Hôm nay là thứ... À, hôm nay thứ bảy hả các em? Ôi thôi to rồi, chiều nay thầy cứ tưởng chiều nay thầy trống. Chiều nay lại đi dạy đội thành phố. Các bạn chờ thầy tí nhé, để thầy thương lượng một phát. Để biết đâu thầy mà xin nghỉ được chiều nay thì chiều nay thầy sẽ dạy các bạn tiếp. Rồi ta tiếp tục nhé. À, tí nữa thì nếu mà chiều học được nữa thì thầy sẽ nhắn ra tới cái thầy đang xin nghỉ buổi chiều dạy cho đội thành phố ấy. Tập trung cho các em đội thành phố ấy, sang tuần học cũng được. Rồi, ta sẽ tiếp tục để với cái bài toán sinh này để kiểm tra xem trong máy các bạn đã nộp chưa. Bài này nó trùng với một cái bài thi ở cấp đội tuyển quốc gia, nó trùng với mã bài đấy. À, không trùng bài nào đây. À, ok. Đây là như vậy chưa ai nộp bài này nữa. Rồi chúng ta sẽ lần lượt các bạn chia sẻ bài làm của mình nhé. Ta, bài này là một bài hay. Để thầy lấy một bài cộng thứ hiệu trên màn hai chiều. Rồi xin mời Hiếu chia sẻ màn hình nhé. Hôm nay ưu tiên theo thứ tự từ bé đến lớn. Con không đi đánh ra để mà ra sáng nhẹ. Con gọi nhé, đưa đánh ra thì mình mặc cái máu để con nhớ. Còn là đen vào đây chứ. Tuyệt ngày xong rồi, vào phòng dạy. Ôm bố quần áo không dưới. À, cô là cô giáo ở đồng nghiệp cùng trường thầy. Mấy cô giáo trẻ mới. Con đóng bố cái cửa. Cùng đến ra sáng đi nhé. Mày mà đi ngủ với bố mách các anh nhà anh Trường, anh Dũng, anh chạy mất, anh không lấy mày thì ế luôn con ạ. Con mới chờ cái. Server à quên, tranh thủ các bạn làm thì bạn test lại bài này phát.
đấy con ra đi, bỏ ra bàn của cô ấy, con bà ấy cho con đấy. Quát nhà thầy nói chạy ra ngoài lại gào khóc chán ghê. Bạn làm bài nhé, để thầy tạo test bài này tí. Khi tạo test thì thầy thường chạy bằng cơm cho nó hiệu quả, bởi vì thầy cái quan trọng nhất của bộ test là tính chính xác. Còn cái thư dữ liệu thì mình nhìn thuật toán mình có thể đoán được. Đó đó. Người ta khi làm các cái bộ test cho các cái bài, người ta chỉ cần thu được bài của các bạn. Nên cô vừa nói cô Cúc sau là cái tạo test mình giảm thiểu thời gian làm test, bởi vì làm test nó tốn nhiều thời gian lắm, nên mục tiêu chính của mình là thu được bài của học sinh, và sau đó mình mở bài học sinh ra mình chỉnh sửa dần cho các con.
À, được không, ở trường có học thứ bảy thôi, thứ bảy chủ nhật toàn ở nhà làm cảnh sát đi chơi khắp xóm. Các bạn cứ làm nhé, để tạo thêm đề bài thì nó có phủ tất cả các trường hợp.